Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thông tin từ cơ sở hôm nay với chủ đề tuổi trẻ cò dầu xung kết chuyển đổi số. Thưa quý vị, nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, chạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thời gian qua, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh ủy, tuổi trẻ huyện Gò Dầu đã xung kích đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số và đã mang lại những kết quả tích cực. Chủ đề công tác năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, Thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Gò Dầu đã tích cực chủ động tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chuyển đổi số, xã hội số, nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn viên thanh niên. À, thì với vai trò là một đoàn viên thì À, tôi luôn chủ động tham gia các công tác chuyển đổi số cũng như là nhóm chuyển đổi số tại đơn vị hoặc là địa phương để luôn nắm bắt được tình hình chuyển đổi số cũng như là thể hiện được vai trò tính sung kích của sức trẻ đổi mới trong mọi nhiệm vụ được giao và nhanh chóng kịp thời trong công tác thực thi chuyển đổi số tại đơn vị cũng như là cơ quan bản thân thì luôn tích cực tham gia các phong trào của do đoàn cấp trên phát động bên cạnh đó cũng uh, tuyên truyền và lan tỏa đến những người xung quanh uh, về các ứng dụng như là uh, app thanh niên Việt Nam uh, phần mềm uh, quản lý uh, đoàn viên uh, cũng như là giúp đỡ người dân về uh, cái uh, dịch vụ công trực tuyến uh, hay là định danh điện tử uh, 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 nó đã và đang đem lại giá trị vô cùng thiết thực uh, và góp phần về công tác chuyển đổi số ngay cả trong công tác đoàn tổ chức đoàn các cấp đã chủ động cụ thể hóa chuyển đổi số thành mô hình giải pháp công trình phần việc của đoàn viên thanh niên nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến thanh toán điện tử định danh điện tử đơn vị gò dầu thực hiện mô hình số hóa các địa chỉ đỏ địa điểm ăn uống địa điểm nổi tiếng trên địa bàn thông qua quét mã qr những hành động việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả đã giúp thông điệp chuyển đổi số thấm sâu trong mọi hoạt động của tuổi trẻ gò dầu Hiện nay 100% cán bộ đoàn chủ chốt sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT eOffice, sử dụng hòm thư điện tử GOV để trao đổi công việc, sử dụng phần mềm để quản lý thông tin đoàn viên thanh niên, triển khai cho đoàn viên thanh niên cài đặt một số phần mềm như ứng dụng thanh niên Việt Nam, sổ sức khỏe điện tử, phần mềm bảo hiểm xã hội Việt Nam. tổ chức đoàn còn tích cực thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ đoàn viên thanh niên chủ trọng phát triển áp dụng cái mới cái sáng tạo như tích cực sử dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trao đổi thông tin quản lý tổ chức số hóa văn bản và khai thác ứng dụng trên nền tảng trực tuyến để triển khai các hoạt động phong trào thanh niên góp phần chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi số của quốc gia Nhằm thực hiện chủ trương chung của tỉnh của huyện về chuyển đổi số, huyện Đoan đã chủ động trong công tác tuyên truyền qua các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội để mạnh quán triệt nghị quyết về chuyển đổi số của ban chấp hành đảng bộ tỉnh tới đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân, thực hiện hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, đăng tải nhiều tin bài trên trang thông tin điện tử huyện, mạng xã hội Zalo, Facebook Đoàn viên thanh niên các xã thị trấn luôn coi việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, là nòng cốt trong việc tiếp cận, nắm bắt, sử dụng ứng dụng những tiện lợi của công nghệ số mang lại. Xác định rõ nhiệm vụ của mình là lực lượng xung kích thực hiện chuyển đổi số với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Cờ Dầu luôn nỗ lực không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức về công nghệ số là nhân tố tích cực để giải đáp và hướng dẫn người dân trong thực hiện chuyển đổi số, từ đó áp dụng hiệu quả vào công việc và cuộc sống triển khai hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. già dạ rồi bảy mấy rồi cũng không biết gì cũng nhờ bên thanh niên này cũng giúp đỡ làm cũng mau lẹ cũng nhờ bên đoàn thanh niên chỉ dẫn giờ cũng hiểu biết được cũng hiểu biết được cũng đỉnh. Dạ, em được tiếp cận với hồ sơ trực tuyến dịch vụ công ở trên ấy là qua cái nhờ đi xin xác nhận nơi thông tin nơi cư trú CT07 lên xã thì người ta có hướng dẫn là nộp qua trực tuyến là em chỉ đợi kết quả và lên nhận hồ sơ thời gian làm cũng rất là nhanh chỉ có trong vòng 2 ngày là em có được kết quả Huyện đoàn còn chú trọng chuyển đổi số thông qua các hoạt động trong chiến dịch hè như tổ chức chương trình giao quân ngày cao điểm, chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện là một hoạt động rất ý nghĩa, trong đó đoàn viên thanh niên sẽ phát huy vai trò xung kích của mình trong hỗ trợ các hoạt động về xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, vận động người dân xây dựng đô thị xanh sạch đẹp. Cùng với đó, đoàn thanh niên các cấp mong muốn phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng triển khai đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai cấp mã định danh điện tử, góp phần vào chuyển đổi số quốc gia đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho bà con nhân dân trên địa bàn các xã thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong tham gia chuyển đổi số. Những cái ứng dụng này giúp cho em là khi mà em ra khỏi nhà, em lỡ mà có mang quên mang giấy tờ thì nó có thể giúp em thay thế được cái giấy tờ mà em quên. À, cũng cũng giúp là em có thể để đăng ký một số các trực tiếng và hiện tại giờ em đang ở mức 1. Hiện giờ em đang giờ em đang chuẩn bị làm mức 2. Trên cơ sở là em đã biết làm mức độ 1 nên em để hướng dẫn cho ba mẹ em làm. Ngoài những kết quả tích cực, hiện nay công tác chuyển đổi số còn gặp một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai các nội dung liên quan đến xã hội số, huyện gặp các khó khăn như ở khu vực nông thôn nhiều người dân vẫn chưa quen với việc tiếp cận sử dụng điện thoại thông minh nên việc tiếp cận các nội dung chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Trong thời gian sắp tới thì để việc triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số có hiệu quả hơn trong công tác đòn thì huyện Đần Gò dầu sẽ tích cực trong mọi hoạt động phong trào cũng như là phát động đoàn viên thanh niên à, tích cực thực hiện cái à, mô hình à, số hóa địa chỉ do huyện đoàn gò dầu phát động bên cạnh đó thì à, thực hiện tốt công tác à, truyền thông à, lan tỏa đến cán bộ đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên thực hiện cài app thanh niên việt nam cũng như là à, phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ duy trì việc à, hỗ trợ người dân trong thực hiện các cái hoạt động dịch vụ công trực tuyến à, thanh toán điện tử và cài đặt định danh điện tử vneid à, các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Gò Dầu đã đem lại những cái giá trị vô cùng to lớn và thiết thực để góp phần thành công trong công tác chuyển đổi số tại địa phương hiện nay cũng như là hoạt động công tác đoàn. Thời gian tới, huyện Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng chuyển đổi số vào công việc và đời sống, giúp thuận tiện hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đoàn, cũng như giúp đời sống sinh hoạt kinh doanh của người dân nâng cao hơn các cấp bộ đoàn cần tiên phong chủ động đăng ký với cấp ủy chính quyền giao cho đoàn viên thanh niên đảm nhận những nhiệm vụ mới nhiệm vụ khó trong triển khai các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương liên quan tới xây dựng chính quyền số song sau đó phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ cán bộ đoàn viên thanh niên cần chủ động tham mưu góp ý với cấp ủy người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động Đồng thời, với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi, có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, cán bộ đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tuyên truyền vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống. Thưa quý vị, chuyển đổi số phát triển kinh tế số là nhiệm vụ khó, nhiều thách thức. Đây hỏi có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, sâu sát sự quyết tâm cao, năng động sáng tạo của các cấp bộ đoàn trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên, tuổi trẻ về sự chuyển đổi số, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ của thế hệ trẻ, thực hiện có hiệu quả 13 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong năm 2023, năm chuyển đổi số các hoạt động đoàn, gắn nhiệm vụ chuyển đổi số của đoàn thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên trong thời đại kỷ nguyên số. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin từ cơ sở ngày hôm nay. Chương trình thông tin từ cơ sở do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.